Rồi, ok anh em, chúng ta tiếp tục nhé. Thế thì hồi 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 nãy cái video trước là chúng ta làm đến đây rồi đúng không? Chúng ta làm đến cái chỗ sâu được ra ngoài chỗ cái cạp này rồi này. Đấy, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là update và xóa đúng không? Mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa trước nhé. Thế thì để làm cái xóa này này thì mình chỉnh một chút đi, không ai lại để trên xóa dưới xóa như này đúng không? Đấy, không ai để đến xóa đâu, mình chỉnh cái chỗ cái tạo vào lòng cạp này mình chỉnh một chút nhé. Đây, nó có cái HTML này còn bỏ đi, hồi nãy như mình dùng để làm gì đúng không? Mình dùng để làm gì đúng không? Rồi, mình sẽ xuống cái cạp này. Mà đã được từ nào? Con này con có thể là bố không cho xem đâu. Con có ảnh thôi. Rồi, ok. Ở đây này, cái chỗ xóa nhé. Đừng có cái này nữa, có ảnh đi. Đây, điện thoại đây. Đấy, thế thì ở đây nhá. Chỗ này là ở chỗ xóa này. Đấy, mình sẽ không xóa nữa nhá. Cái chỗ này chúng ta trong cái trời này chúng ta sẽ không để là xóa nữa, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ để một cái icon đi, đúng không? Mình vào trong này này. Vào trong cái chỗ for này này nhá. Đấy, chúng ta lấy cái thằng Glow ấy. Glow. Chúng ta xem có cái thằng nào mà dấu dấu x cross qua không. Đây này. Đấy. Các bạn có cái nào cũng được đúng không? Các bạn qua đây, các bạn sẽ cho nó vào cái các bạn cho nó vào cái thẻ A cho mình nhé. Cho vào thẻ A, cho nó vào đây này. Cái này thì hình như mình có link rồi đúng không? Đấy, các bạn ra đây các bạn kiểm tra lại xem. Array key b style array thử lại xem nó bị sao, nó bị gì ấy nhỉ, có khi nào nó bị ở cái section đó, cái section nó hết hạn đó. Nó hết hạn là Cô mình ơi, bấm chuột sao mà nó nhỏ này bé rồi. Tôi không làm chi được á. Đừng nghĩ nó nhỏ bé. thì con ẩn vào lên lên đó. Tức là do nó quá hạn, khả năng là cái section đấy nó bị mất, dẫn đến là nó không tìm được cái key trong cái array ấy, các bạn hình dung không? Đây đoạn này mình sẽ thêm lại nhé, thêm lại xem nào. Là pay là expire rồi. Vì từ nãy giờ mình để cái máy, từ cái video gần đây nhất là mình đang để cái máy này. Chúng ta làm lại nhé, vào đây chúng ta xem nhé. Thêm vào giỏ hàng này, đây được rồi này nhé. Đấy, qua đây chúng ta thêm tiếp này. Chúng ta chọn cái sản phẩm khác đi. Chúng ta chọn cái sản phẩm thằng này đi, chúng ta thêm cho nó hai, chúng ta thêm vào giỏ hàng này. Đấy, chưa, trên này mình vẫn đang để cái array này nhé. Đấy, giờ đây chúng ta có cái dấu x đây này, là chúng ta ấn vào đây là chúng ta xóa, chứ chúng ta không để trên này xóa dưới không xóa đúng không? Nó nhìn nó không được đẹp rồi, thì xóa thì nó cũng đơn giản thôi đúng không? Đấy, thì ở chỗ cái thẻ A này này, ở chỗ cái đâu rồi, thẻ A chúng ta đây đúng không, mình sẽ tạo một cái router thôi đúng không? Thì cái này các bạn hoàn toàn có thể sử dụng Ajax. Cái cách sử dụng Ajax thì nó giống như là cái mà chúng ta đã delete ở trong cái file admin đấy, các bạn nhớ không? Chúng ta xóa sản phẩm đấy thì các bạn có thể vận dụng cái đấy để các bạn xóa cái này nhé. Nhưng mà vì mình nhé, là mình chưa chưa xóa bằng cái PHP, bằng PHP với Laravel đúng không? Thế cho nên là cái thằng này mình sẽ thử để các bạn thấy nếu mà chúng ta xóa cái kia thì nó như thế nào nhé. Nó không không dùng Ajax đâu, mình xóa cái kia luôn. Thì ở đây mình vẫn bình thường, mình vẫn sẽ tạo cho nó một cái router thôi. Đó, cái router các bạn có thể ở đây là card card delete thôi. Card delete nhé, card delete nhé, ví dụ card delete này, delete đúng không? Thì card delete này thì nó cũng sẽ có cái gì? Nó cũng sẽ có một cái biến, một cái tham số phía này đúng không các bạn? Nó sẽ có một cái tham số ở đây đúng không? Thì tham số này nó chính là cái ID của sản phẩm đó, đúng không? Chúng ta xóa là chúng ta xóa cái sản phẩm mà. Thế thì các bạn có cái thằng product ID này này, đúng chưa? Chúng ta cho vào đây, đúng không? Đấy, thế thì khi ra ngoài nhá, các bạn vào đây, các bạn hover vào đây này, thì các bạn sẽ thấy là có cái tham số nó ở góc trái màn hình nên nó nhảy rồi đúng không?
Đấy, giờ sau khi ấn các bạn nhấp vào đây thì các bạn qua bên này các bạn làm tạo router cho nó thôi, thằng cạc đây này. Đấy, thì thằng thằng này nó sẽ là get đúng không? Router này. Đấy, ở đây nó sẽ là delete, cạc delete đúng không? Đấy, thường thường thì mình sẽ qua mình copy lại đây cho nó chắc, cạc delete. Đúng không? Cạc delete này. Mặc dù là nó ấy nhưng mà mình đôi khi làm xong nó hay bị lỗi lắm. Delete này, ở đây nó có một biến ID đúng không? Rồi. Đấy, ở đây mình sẽ là cái hàm sẽ là delete card. Đấy, cái này đến đây thì các bạn đã qua sành điều rồi đúng không? Delete card đúng không? Đấy, và sau đó chúng ta sẽ mở cái controller lên. Chúng ta sẽ mở cái front end controller lên. Ở đây show card rồi này, dưới này các bạn cho mình một cái function. Function này là public. Function là delete card, cứ copy thôi cho nó chuẩn nhé. Có thằng này bê vào đây. Ok chưa? Rồi. Ở đây nó vẫn là request nhé, nó vẫn có à đây xin lỗi, để đây trên này. Request đấy và request đúng không? Đây rồi. Ok, thì rõ ràng là các bạn khi chúng ta click vào đó thì nó mang cái ID qua đây đúng không? Nó mang cái ID qua đây. Thế thì việc của chúng ta là chúng ta unset, là chúng ta sẽ dùng unset để chúng ta bỏ cái key mà có cái key mà bằng cái product ID đó đi. Các bạn hình dung chưa? Đấy thì qua đây các bạn vẫn cứ là các bạn vẫn gắn cái thằng card này bằng session get card nhé. Đúng không? Đó, xong đó là các bạn lấy cái thằng này product ID. Product ID. Đấy, nó sẽ bằng với cái gì? Nó sẽ bằng với thằng request này này. Đúng không? Mình tìm cái thằng product ID để mình xóa mà, đúng không? Nó sẽ bằng request trỏ đến ID. Đúng không? Đây, các bạn có sợ là các bạn hiểu rồi đúng không nhé? Đấy, product ID. Thì sau khi các bạn lấy được cái thằng thằng Rồi các bạn lấy được thằng product ID này thì các bạn unset thôi. Nhá, các bạn unset này. Unset này, hàm unset nhá. Đấy, unset thì ở đây các bạn sẽ là các bạn cho cái card này vào đây, là cái mảng của nó vào đây. Đúng chưa? Đó, các bạn sẽ unset cho cái card của mảng vào đây và các bạn unset cái gì? Bố nguyên Còn làm mở sao một mà cặp. nhỏ lại bố nguyên? Đó. Bố nguyên nếu như xóa mặt tỷ thì mình như thế nào? Còn không được ẩn xóa nghe chưa? Ẩn chứ hủy, hủy là không xóa được chưa? Con làm sao để giảm đổ á, Làm gì? làm tăng ví to để giảm nhỏ lại á, con không muốn to đâu, To thế nào? con muốn nhỏ lại Rồi tôi á, ẩn đây nhỏ này. tiếng. Rồi tiền ẩn luôn đây này. Được chưa? Rồi đây, đây, đây. Nhỏ nhỏ cái này nhỏ nhỏ chưa? Tôi ẩn hai cái nút rồi, rồi nhỏ. Rồi các bạn unset nó đi nhá, unset nó đi thì các bạn bê này vào đây thôi nhá. Đây, các bạn bê thằng này vào đây. Đó là các bạn unset, là các bạn sẽ xóa thế này, xóa cái thằng mà thằng block ID này trong cái mảng nó ra đi. Bạn hình dung chưa? Rồi, sau khi các bạn unset rồi thì các bạn lại 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 put nó vào thôi. Đó là các bạn section put này thôi. Một nói nhá, không không phải nhá, không ô nào nhá. Để bữa nay tôi xong để mà ngủ nha. Bà nói nha. Bố nói rồi nhé, không có thú điện thoại đấy. Đó thì đến đây các bạn return lại thôi đúng không? Thế thì câu chuyện là chúng ta gửi ID qua đây. Cái này chúng ta cái section thì các bạn lấy ra đúng không? Các bạn lấy cái thằng product ID mà các bạn muốn delete ra. Sau đó các bạn dùng cái hàm unset này này các bạn sẽ tìm trong cái mảng cái càng này này, tìm cái thằng nào mà có cái key là product ID này này. Là các bạn xóa nó đi. À, xóa đi sau đó các bạn put lại. Xóa trong put lại đấy, là xóa xong rồi lại 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 put vào. Đấy thì chúng ta lại redirect nhá. Rồi các bạn kiểm tra này, xem nhá. Mình ở đây mình ấn xóa cái này nhá. Đấy bạn thấy chưa? Nó mất rồi. Đó, nó còn có cái này thôi à. Các bạn hình dung chưa? Đó, mình thêm lại cho các bạn hình dung này. À, ở đây như là mình vào đây nhá. Là thêm cái thằng này vào đi. Nào ơi. Bộ nó
sao con thấy nhở không nghe à? Con cứ xem Thế thì con đừng có xem cái đấy. DVD. Đúng không? Mình không xem mới thôi chứ có gì Dạ. Thế đâu. chị muốn làm ra xong rồi con xem. Bộ làm video sẵn đã, bộ đang quay mà. Con làm để nó ôn cái video đâu có nghe được đâu. Đánh để ngủ đâu. Đây mình thử thêm này. Được chưa? Rồi mình ra đây mình thêm tiếp. Thêm thằng này đi. À thêm thằng, à thằng này đang nó trùng, khả năng nó trùng với thằng này các bạn thấy chưa? Rồi. Mình thêm cái thằng này này. Đấy, nó ba thằng rồi đúng không? Đấy, tiền nong ok lên này là chúng ta đã làm video trước rồi này, thì mình nghĩ chắc là không có vấn đề gì đâu. Đấy. Nhìn thoáng qua là nó nhân đúng rồi, nó cũng cộng đúng rồi đó. Nên mình xóa nhá, mình xóa thằng này. Đó các bạn thấy chưa, nó còn hai, mình xóa thằng này. Đấy, các bạn hình dung chưa? Rồi. À, thế nhưng mình xóa luôn cái này thì sao? Mình thử xóa xem nhé. À nó đây là thì không có gì thôi đúng không? Nó không có gì thôi. Thì cũng ok đúng không? Để ý là mình tưởng xem nó có lỗi không. Nó không lỗi thì cái chỗ này thì nếu như mà các bạn đấy là các bạn nếu mà nó không có sản phẩm nữa thì là các bạn sẽ show ra là giỏ hàng trống chẳng hạn nhé, chứ không không để như thế này nhá. Thì cái đó thì một là các bạn nghiên cứu thêm, có thời gian mình sẽ nói thêm, nhưng mà ý là mình đến khúc này là mình gợi ý cho các bạn là cái hướng là như vậy chưa. Đã ơi con đừng có cái đó mà con mở chặt ra đi Con tối bị không, lắc chân thì bố khỏi nghe thì tiếng thì con con đừng có cười. nghe, đừng con có cái ảnh mà con có ấy Thì này con thích con à bố? bố, thì có thì đừng có cười, có cái khác, đừng có cái video Con thích đấy. con cái này Rồi ok nhá, bây giờ á mình sẽ làm thằng 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 update nhá. Bây giờ các bạn thêm lại giúp mình này, bây mình thêm một thằng màu đen này. Được chưa? Rồi mình ra đây mình thêm một thằng màu trắng này. Được chưa? Rồi mình thêm quay lại mình thêm một thằng thằng này lên 2 đi đúng không? Đấy, nó có ba này, đúng không? Câu chuyện của chúng ta là update đúng không? Đấy, thế thì khi chúng ta update thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái số lượng này đúng không? Các bạn thấy này. Đó, chúng ta khi khách hàng điều chỉnh đây. À, nhưng khách hàng điều chỉnh ở đây nó không được. Vì cái này thì mình đã có phát hiện rồi, cái lúc mà mình làm front end là mình cũng có lường trước cái chỗ này rồi. À, nhưng mình cũng không biết vì sao, nhưng mình không nhớ là vì sao, nhưng mình không biết, mình có gặp rồi mình chúng ta xem vì sao nhé. Tại sao cái này nó không ấy được này? Thế thì chúng cái này chúng ta phải coi lại cái chỗ cái JavaScript của chúng ta đúng không? Cái JavaScript ấy. À, mình sẽ mở cái admin lên. Nó đã không phải admin nhé, nó nằm ở trong cái chỗ gì nhỉ? Nó nằm ở chỗ public này, back end đúng không? Các bạn sẽ vào thằng JS. JS product script đúng không? À đâu, nó nằm ở chỗ front end chứ nhỉ? Nó front end chứ đúng không? JS front end. Rồi các bạn kéo lên cái chỗ mà click quantity đây này, chỗ này. Đây đúng không? Thế thì tại sao nó lại không được này? Tại sao cái thằng trên này nó được mà lại cái thằng dưới này nó không được đúng không? Mà khi chúng ta inspect ra ấy, thì nó cũng không có báo lỗi đỏ gì. Nó cũng không báo lỗi đỏ gì cả, đúng không? Đấy, thế thì chúng ta xem lại này, chúng ta xem nhá. Ở đây thì let quantity bằng 1. Đúng không? Chúng ta chỗ này này. Chúng ta sẽ kiểm tra xem nào. Chúng ta coi qua trong cái này nhé. Trong này nó có các cái div này đúng không? Ở à đây không nhầm, ở bên này xin lỗi, bên này nhá. Thế body đây đúng không? Các cái chờ này. Nó là td thứ hai đúng không? Đây div thế này đúng không? Rồi input subtract line, input reply này, quantity input time number thì cần phải đảm bảo là nó giống nhau đúng không? Thứ hai. Đây. Xem nào. Cơ bản là nó giống nhau đúng không? Sắp ra bị vì nó bình vòng lặp mà thì nó phải giống nhau là đúng rồi đúng không? Đấy thì quay ra bên này, quay ra chỗ thằng càng này. Đấy nó hai cái này. Đúng không? Rồi, thế thì ở bên này các bạn thấy là ở đây là thằng con quantity selector là sai rồi đúng không? Nó phải on nhé đúng không?
Ở đây mình chọn thằng selector này là nó là chỉ có một cái thôi, đúng chưa ạ? Nó là thay một cái đầu tiên nhá. Rồi chúng ta sẽ viết cái đó cái đã, đúng không? Là ý là các bạn sẽ thay đây là on, đúng chưa? Plus on, minus on, bởi vì chúng ta phát sinh là nhiều cái mà, đúng không? Nhiều cái đấy. Plus on, minus on này, còn thằng cái input, thằng này thằng input đúng không? Thằng input này cũng on luôn. À, nó cũng ôn luôn, được chưa? Thế thì sau khi nó ôn nhé, sau khi nó ôn rồi đó thì chúng ta sau khi ôn rồi thì chúng ta phải dùng vòng lặp chứ, đúng không? Đúng không? Sau khi ôn rồi thì chúng ta phải dùng vòng lặp thì chúng ta mới append letter này chứ, đúng không? Chứ chúng ta đâu có thể mà khơi khơi như thế này được. À, thế thì ra đây này, nó kiểu gì nó cũng khơi được đâu, nó còn bị đơ luôn cả hai đây này, thấy chưa? À, nó bị đơ luôn hết của chúng ta đây này. Ở đây con slope nó còn lỗi rồi này. À, not a function đây này. À, function, bởi vì đây là nó đang là một cái gì, nó đang là một cái mảng mà, đúng không? À, nếu như mà mình đặt cái on lên thì nó đang hiểu là một cái mảng, thì ở đây nó là mà một cái mảng thì nó không thể nghe được appender, thì nó not function là đúng rồi nhá. Chúng ta hoàn toàn nhất trí với thằng này, đúng không? Đấy, thì chúng ta sẽ sửa chỗ này thôi. Thế thì cái hướng của mình ấy là ở đây này, if null rồi thì không nói rồi nhá. Ở đây mình sẽ dùng một cái vòng lặp for, à, vòng lặp for nhá, for for loop này. Đấy, index bé hơn thì bạn có thể lấy một trong ba thằng này đều được, bởi vì là cái mình nó lặp giống nhau mà, đúng không? À, ba ông luôn đi cùng nhau đó, một ông thêm, ông bớt và một ông là thể hiện cái giá trị là ông input đây. Ông nào cũng được thì mình để thằng quan plus này đi. Đấy, mình cho nó vào đây. Được chưa? Bé array index cộng cộng này. Được chưa? Rồi. Sau khi các bạn nó index rồi đó, thì các bạn bê thằng này nó vào, các bạn bê thằng này vào trong này. Các bạn bê toàn bộ cái hàm này, đúng không? Đấy, các bạn bê vào trong này cho mình, được chưa? Các bạn hiểu vì sao mà mình phải làm hàm for chứ? Bởi vì khi chúng ta chuyển sang query selector, là chúng ta chỉ chọn được một cái class duy nhất thôi. Nếu khi setup on rồi thì nó là nhiều class, thì khi đó nó đã biến thành mảng rồi, nó không còn là ấy nữa, thì đã là mảng thì nó không 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 thể mà add con, hình dung chưa? Đấy, thì đến tại sao mình phải dùng vòng lặp đấy. Vòng lặp rồi. Thì sau khi các bạn dùng vòng lặp thì ở đây các bạn phải thêm, đúng không? Các bạn thêm cái thằng index này vào đây chứ, đúng không? Đấy. Rồi thằng này các bạn cũng phải thêm cái key index vào đây. Được chưa? Click rồi. Bây giờ chúng ta thử này, chúng ta thử ra xem nó có còn lỗi nữa không nhé. Trước tiên này là chúng ta xem nó có còn lỗi nữa không. À, nó vẫn còn lỗi. Nó lỗi gì đây? Array is not defined, đúng không? Array is not defined let index đây. Array, đúng rồi, let define là bởi vì ở đây chúng ta là, đây mình nhầm này, đây nó phải là index chứ, đúng không? Và cái quan minus này này, quan minus hay là quan plus nó đồng nhau nhé, nó đều là tổng cái len ấy mà, bởi vì ba ông này đều dài giống nhau nên là các bạn có thể chọn ông nào cũng được. Rồi qua đây chúng ta reload lại xem nhé. À, chúng ta reload lại để chúng ta không thấy còn lỗi nữa, đúng không? Chúng ta không thấy còn lỗi nữa đây này. Cái chỗ này thì tạm thời mình cứ để đây đi nhá, để xem nó có còn cần không. Còn cái này mình chỉ cần comment nó lại thôi. Mình đang để ở trên đầu của cái card này để mình giải thích cho bạn cái file mà chúng ta thêm vào nhỏ hàng thôi, đúng không? À, cơ bản là cái chỗ này với cái chỗ này là giống nhau. Đây, cái chỗ này và cái chỗ nhỏ hàng là giống nhau. Đấy, bây giờ nó không có nữa thì giờ các bạn thử ấn này. Cũng chưa được, đúng không? À, nó cũng chưa được đâu. Đấy, khi chúng ta ấn vào đây nó cũng chả được cái nào hết, mặc dù nó không còn có lỗi nữa. Đấy, thế thì mình đi vào mình phân tích cái logic của cái việc mà chúng ta ấn đi. Ví dụ như là thằng quan import index nè, quan plus là thằng cộng, đúng không? Thằng cộng này này, nếu như nó cộng ấy, click cộng thì ở đây nhá, cơ bản là chưa làm gì đâu, mà mình cứ thử alert ra xem 1, 2, 3 xem nào, nó đã bắt được cái ấy chưa, đúng không? Alert xem nào, đây này, alert đó, nó alert rồi, nó bắt được rồi, đúng không? Rồi bắt đầu chúng ta mới đi vào này. À, thế là input value bằng
À, bằng gì đây? Mình có xịn, mình có có thiếu gì không nhỉ? Sao này nó trống này, hay là cái này xịt lên lên này? Cái này là mà quan ti ti cộng cộng à? Đúng không? Mấy quan ti ti nó lại nằm ở đây. Bằng một ở đây hả? À, nó lại bằng một ở đây. Bằng cộng cộng. Let index bằng 0 đúng không? Vòng qua một lặp này, input value quantity bằng 1 à. Chỗ này nó sẽ hơi khó đấy nhỉ. Không, cái này chúng ta không không làm được phương án này rồi nhé. Thế thì ở đây ấy, chúng ta phải lấy cái, chúng ta không 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 gán thằng let quantity bằng 1 này. À, nếu như chúng ta không, chúng ta gán ở đây ấy, là bởi vì là nó lại liên quan đến cái chỗ là ấy đúng không các bạn? À, đúng rồi, chúng ta nhớ là nó liên quan đến cái khúc này đấy các bạn này. Nó lại liên quan đến cái khúc này. Đúng không? À, khúc này thì nó vẫn ok, là sao để có phải cái này không, là cái này chứ đúng không? Vì cái kia mình nhớ là mình copy qua mà đúng không? Đấy. Thế thì ở đây thì nó ok. Đây là nó ok. À, là cái hàm này nó ở đó nó vẫn ok. Chỉ có là ở trong kia là nó không được à. Chứng tỏ đây nó vẫn cộng cộng đúng không? Input bằng quantity cộng cộng, input bằng value bằng quantity. Document bằng đấy. Khoan nhá, thế đúng rồi, thế thì cái này nó cũng phải vòng lặp chứ. Đúng không? Click đây này. Thì input value này bằng này này. Thì bây giờ lại là một cái bài toán này đây. Thế thì rõ ràng ấy là cái input value này là mình phải lấy được tương ứng với cái thằng quantity index này. Đúng không? Các bạn hình dung không nhỉ? Tức là mình đang hình dung là ví dụ như ở bên này đi. À, mình đây mình thêm một cửa hàng nhá. Ví dụ như ở bên này khi mình ấn vào cái dấu cộng này này. Đúng không? Mình ấn vào cái dấu cộng. Ở đây mình chỗ alert đâu rồi? Mình bỏ rồi mà đúng không? Mình cho nó nét lại đi. Cộng đây. Thì nó bắt được rồi đấy. Nhưng mà bây giờ bài toán đặt ra của chúng ta đấy là chúng ta phải lấy được cái giá trị của thằng input ở trong này đúng không? Đúng không? Chứ còn thằng quan input đây thì nó là một vòng lặp thì nó cũng nếu mình dùng cái input đấy được không nhỉ? Nếu mà mình để ở đây này, quan input đây này nhé. Mình cũng để nó là index trong này đúng không, cũng nếu mà về mặt thứ tự là đúng rồi đúng không, cũng bằng quantity cộng cộng. Nhưng mà nếu quantity cộng cộng mà lấy cái này là nó cũng không hợp lý, chúng ta thử lại nhé. Đây này, nó bằng một, nó bằng một nó không được đâu, thử inspect xem nào. Đây nó sai, đây là gì đây? Is not defined, input value is not defined. À, input value is not defined ở đây, not defined. Input value này là cái gì đấy ta? Input value bằng quantity cộng cộng. À, thế tự nhiên là lòi thằng input value này nhỉ? Input value bằng quantity cộng cộng đúng không? Rồi lại input quantity chấm value bằng quantity. À, đây nó đang rối đây này. Nó đang rối đấy nhá. Đấy, phương án thì nó sẽ có phải là đây là cho ta bình tĩnh nhá. Thế thì có phải ở đây nhá là đang thằng quantity input đây rồi, mình lấy thằng quantity input đây rồi đúng không? Thằng quantity input là nó là cái thằng thằng này đây. Được chưa? Đúng không? Rồi, cứ bình tĩnh nào. Thằng quantity input ở đây. Thế thì ở đây ấy, là thằng có phải là thằng quantity input này không? Nó phải là để đây chứ nhỉ các bạn. Bằng quantity đây, mình xóa đi đi. Khả năng chỗ này là mình phải ngồi mình phải luận lại rồi đây. Cái gì những thằng quantity input này là nó là giá trị bên trong đúng không? Ví dụ như ở đây là mình input index này, mình thử nhá, mình thử con slope này. Mình thử con slope.
mình chỉ cho slope thằng này đi, đúng không? Mình chỉ có slope thằng này coi. À, mình chỉ có con slope thằng này index đi, đúng chưa? À, index nhưng mà nó phải chấm value nữa, mình muốn biết thằng value của thằng input mà, mình thử xem nhé. Value thì nó được không nào? Thôi nhá, con ngủ nhá. Không coi nữa. Đến 10 giờ ra đưa điện thoại cho bố nghe chưa? Thì con có cái này thôi nè, con chỉ lướt qua lướt lại thôi. Được chưa? Coi xong nó trả điện thoại bố, con không được qua con linh tinh đâu. Mình thử con số xem nhá. Nó không thấy gì à? Đây con số log quantity input chấm value. Đúng không? Khoan nhé, coi lại strip trong folder, thằng này folder đúng không? Đấy, nó không có slope đây for less đây. À, đây khoan mình phải leak vào chứ đúng không? Mình phải leak vào. Đây này, 1 này, 3 này. Đó, 1 này là nó lấy được rồi đúng không? Đồng ý này nhá. Rồi. Thế thì khi mà nó lấy được cái này rồi. Đúng không? Thế thì ở đây for less con này, nếu for less này nếu nó có leak vào, đúng không? Nếu con nó leak vào thì đầu tiên ấy là nó sẽ lấy cái giá trị input cái đã, các bạn đồng ý với mình không? Đấy, nếu mà leak vào thì mình lấy input, được chưa? Input này value nó sẽ bằng với cái này, các bạn đồng ý với mình không? Nó sẽ đồng bằng cái này. Đấy, được chưa? Chúng ta lấy cái này là chúng ta con số ra rồi, được không? Sau khi lấy cái này, nếu nó cộng ấy, đúng không? Nếu nó cộng thì quantity nó bằng với cái thằng này này, cộng cộng, được chưa? Tức là nếu như chúng ta là click vào đó, là chúng ta lấy giá trị và nó cộng vào, đồng ý không? Rồi sau khi nó bằng cộng cộng vào rồi ấy, thì nó lại gắn này vào, cái này nó lại bằng nó lại bằng quantity. Ý mình là như vậy đấy, nhưng mà không biết là nó có đúng hay không. Tức là khi nó click vào thì nó lấy giá trị của thằng input ra đấy, sau nó lấy giá trị của input ra xong nó cộng cộng và nó lại gắn ngược lại, thì có được không? Ý mình như vậy có được không? Thì chúng ta thử xem nhé. Chúng ta thử xem nào. Không được. À, nó không được. Nó không được là vì sao? Con đi bên con rồi. Thế ở đây nhá, trước mắt là mình sẽ quantity cộng cộng đúng không? Thế mình cứ con slope thằng quantity đi. Để mình xem là khi mình click ra thì thằng quantity bên ngoài nó có cộng vào không nào, được chưa? Đây này, mình click vào. 1. À, nó không cộng. Đấy, quan trọng là nó không cộng đấy các bạn này. Quantity bằng input value bằng cộng cộng là gì, nó phải cộng lên chứ nhỉ? Input value bằng chấm value. Cộng thử cộng 1 xem nào. Bởi vì input value mình hồi nãy mình lấy là nó đã được rồi mà, đúng không các bạn? Của cái thằng này mình đã lấy được rồi mà, đúng không? Để thử xem nào. Đây này, mình thử con setup cái thằng này nhé. Đấy, chúng ta thử con setup lại thôi xem nào. Đây nhé, nếu như chúng ta click vào đây này, click vào đây là 1 đúng không? Click vào đây là 3 thì nó đã lấy được giá trị đây rồi, input value đây rồi. À, lấy ra rồi và khi chúng ta click vào thì nó cộng 1. Thế thì ở đây input value index đây bằng 1 rồi. Mình bỏ cái thằng tên này đi ạ. Trước tiên mình bỏ thằng này đi nhé. Có thể nó sẽ đọc cái thằng trên này trước. Thử lại xem nào. Vẫn 1 và 3 đúng không? Đấy thì là input value bằng thằng này. Và khi click vào ấy
thì input value nó sẽ là cộng cộng, và con sẽ log input value, mình thử xem nhé. Cộng này 2 này, 3 à, nó lại vẫn cứ 2 à. Input value cộng cộng. Sau khi nó cộng xong đúng không? Không thực thi tiếp cộng, nó for less. Slot one input value. Ok. Chờ mình chút nhé. Con mình không có linh tinh nha bạn à. Rồi, từ nhá, mình xem nào. Bây giờ rồi 31 rồi đúng không? Thôi cố gắng chúng ta speed lại cái này nhá. Đây thì mình đang 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 thắc mắc là đấy, tại sao lại đây nó lại chỉ cộng cộng có một cái thôi đây này, đúng không? Đấy, nó lại cộng cộng có một cái, vô lý nhỉ. Input bằng đây, input cộng cộng. Thế sau đó lại như như ở đây thì cộng xong thì gắn này ngược lại được không? Nó vô lý nhỉ. Này là nhìn rồi có lẽ chúng ta đang đi sai hướng đấy, nó còn chưa biết đúng hay không. Có thể là nó vẫn được nhưng mà nhìn là nó không 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 được chuyên nghiệp rồi đó. Để chấm value nó lại bằng cái này đúng không? Thử đảo cái này xem. Tức là chúng ta vẫn lấy giá trị ra, xong đó nó cộng lên, xong đó chúng nó lại gán ngược vào đây. Gán ngược vào đây thì nó lại quay về đây và nó cộng cộng, xem cái hướng này có được không nhé. Thế thì ở đây mình bằng cái này. Rồi mình thử show thằng này ra xem nào. Mình show thằng này ra xem nào, nó có thay đổi không. Đó, thử xem nhé. Đây này, thì chúng ta click vào đây này. 2. À đây này, à, nó lại vẫn thay đổi các bạn này. À, làm chừng chừng mà nó vẫn vẫn được đấy các bạn, thấy chưa? Đó, các bạn thấy chưa? Ở đây này, 4 này. Đấy, các bạn thấy chưa? Thế là ở đây, thế là mình hiểu là ở đây chúng ta đang kiến thức về cái phần mà phần phần này là chúng ta đang 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 hỏng. Đấy, mình tự nhận thấy nó đang hỏng chỗ này. Cái ý của mình là đúng là đường đi ấy, là có vẻ hợp lý rồi đó. Nhưng mà cái cách chúng ta gán lúc đầu là ok, lúc đầu là khi chúng ta click vào lấy giá trị này là ok này. Xong đó khi chúng ta click thì nó phải tăng lên, đúng không? À, nhưng cái khúc này ấy, là mình không biết là chúng ta phải gán ngược lại cho thằng này, ngược lại thằng này để cho nó lặp lại cái vòng đấy. À, nếu mình không gán lại là hình như nó không 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 lặp lại. À, chỗ này thì là chúng ta phải công nhận là mình đang hỏng ở chỗ này đây này. Rồi thế thì tạm chấp nhận được cái này đi, là nó được được đúng ý của chúng ta rồi đúng không? Mình sẽ bỏ cái này. Đây, thế thì ở đây ấy là ok rồi này đúng không? Ví như ở đây nó đang 1 đúng không các bạn? Ấn lên 2, 3. Đây ấn lên 4, 5. 1. Thế còn giảm thì sao? Đấy, giảm thì nó lại đang là in not defined đúng không? Đấy, còn là in not defined nếu leak vào. À, nếu nó leak vào. Nó leak vào thì quantity bé if quantity bé bằng 1. Thì quantity trừ trừ, nhưng mà quantity này, cái này là cẩn thận tí nữa nó lại ảnh hưởng ở phía bên kia đấy nhá.
Ở đây chúng ta sẽ vẫn lấy cái này là rõ ràng rồi đúng không? Rõ ràng khi click vào chúng ta vẫn lấy cái giá trị này rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ là input value trừ trừ đúng không? Input value trừ trừ. Đúng không? Đấy, thế thì ở đây mình đang hiểu là nếu như là cái input value này này nó bé hơn hoặc bằng 1 thì nó mới nếu mà nó bé hơn bằng 1 thì result false, là nếu nó lớn hơn hoặc bằng 1 đấy thì nó mới trừ trừ đúng không ạ? Nó mới trừ trừ chứ đúng không? Đây thì nó mới trừ trừ. Và khi sau khi nó trừ trừ thì nó cũng phải gắn lại cái này. À, rút kinh nghiệm của thằng trên này đúng không? Chúng ta phải gắn lại thế này. Rồi mình sẽ xem nào, mình sẽ xem nhé. Rồi ok, mình sẽ xem nào. Gắn lại nào. Đây. Cộng thì không phải bàn rồi này. Trừ, trừ, trừ. Đó, đến đây thì nó dừng chưa? Ok này, cái này là chúng ta đã xử lý được rồi đấy các bạn nhé. Đấy, những cái vấn đề của chúng ta đó, vấn đề của chúng ta đó là vấn đề của chúng ta là kiểm tra xem cái thằng thằng kia nó bị sai không kìa. Vì nó trùng chung mà. Các bạn nhớ không, nói mình nó trùng chung với là cái thằng bên này này. Đây thử xem nhé. À, thằng bên này nó cũng không sai vì nó cũng là một trong những cái thằng này thôi. À, nó cũng tuân theo những cái này thôi đúng không? À, chỉ có là cái thằng thằng ở bên này ấy, là mình gán cho nó là bằng một lúc đầu rồi. Thế thì nó cũng tuân thủ theo cuộc chơi của những cái thằng mà input và những cái thằng mà số lượng này thôi đúng không? Thế là cơ bản là mình cũng đã sửa được cái đó rồi. Đấy, thế thì mình sẽ bỏ cái này đi nhá. Là chúng ta cũng loay hoay và chúng ta đã sửa được rồi nhá. Rồi, sau khi sửa được rồi đấy thì chúng ta sẽ tiến hành là update. Update càng đúng không? Thế update thì chắc mình sẽ làm cái vô sau, đây nó dài quá rồi nhá. Để tức là mình để sau như vậy, thứ nhất nó dài ra thì chúng ta nói được với nhau nhiều hơn, chứ còn cái tâm lý mà thấy nó dài quá rồi nói là ngại, rất là ngại nói. Ok chưa? Rồi dừng ở đây nhé các bạn.